see the moment, so it begins. Look into the rising sun, this is where we belong, we belong. A new day will soon begin, that's what I've been here for, all along. Chúng ta đã thức dậy và có một cái đầu tiên buổi sáng ở trong một cái không gian hoàn toàn khác. Mình có đang chơi Insta Story là chuyển nhà. Nghe thì có vẻ rất là đáng sợ, tại vì mỗi lần chuyển nhà đối với mình đó, nó đều như là một cái cuộc hành trình gì đó rất là tốn nhiều công sức và tốn rất là nhiều cái tâm huyết. Nhưng mà với cái vlog này, với cái video này, nó sẽ khởi đầu cho một cái dự định của mình, một cái dự án nho nhỏ của mình về cái việc là mình sẽ liên tục xuất hiện trong những cái không gian sống khác nhau. Nó không còn chỉ là daily vlog của mình nữa, mà mình muốn mang đến cho các bạn nhiều không gian sống hiện đại với nhiều phong cách khác nhau, để cho các bạn xem video của mình sẽ có nhiều ý tưởng hơn về cái việc là thiết kế không gian sống. Tại vì theo cái hành trình kênh của mình, từ cái lúc mà mình có cái căn nhà 16m2 đến căn nhà hiện tại, thì mình biết là nhiều bạn cũng sẽ rất là quan tâm đến cái việc là thiết kế nhà ở, thiết kế không gian sống. Và chính bản thân mình cũng vậy, mình rất là thích kiểu được trải nghiệm những cái không gian sống mà người ta làm đẹp, người ta làm tối ưu. Đặc biệt sắp tới mình muốn thực hiện một cái dự định là làm một series, một chuỗi những cái video về những ngôi nhà, những căn phòng xinh đẹp, và mình sẽ thực sự trải nghiệm ở đó để xem là những không gian sống như vậy nó sẽ kích thích sự sáng tạo như thế nào, và cũng như mang lại cho mọi người những cái ý tưởng. Chẳng hạn đấy, như cái căn phòng mình đang ở hiện tại thì mình đang ở trong một căn phòng cho mọi người dễ hình dung thì là căn hộ dịch vụ dạng phòng studio. Và ở đây là Embellish chi nhánh 24/22 Đông Du, ngay Đông Du, ngay cái con đường mà Trà Dâu rất là nổi tiếng ở Sài Gòn luôn. Embellish thì còn có chi nhánh mà mình thấy là đẹp, thì có bên Võ Thị Sáu nè, hay là Trần Quốc Thảo quận 2 thì cũng có một cái Embellish. Thì đây là căn phòng mình đang ở, là một cái dạng studio, một phòng ngủ giường, nhà tắm riêng biệt, share phòng bếp chung, và phía dưới của tòa nhà sẽ là một quán cà phê Every Heart, nơi mà tất cả mọi người, tất cả cư dân có thể kiểu share cái không gian đó với nhau. Tua ngược thời gian một chút, mình sẽ cho mọi người xem room tour của căn phòng này lúc mà mình mới chuyển vào nhé. Rồi, và bây giờ sẽ là phần room tour căn nhà của mình trong một tuần tới. Thì vừa bước vào cửa, bên đây, bên tay phải sẽ là một cái tủ quần áo. Đấy, một cái tủ quần áo như thế này, bên trong nó rất là rộng. Ê, nhưng nó cũng cao đấy mọi người. Nó cũng cao. Đấy, nó sẽ như thế này, cao. Ở đây thì người ta để sẵn cho mình hai cái hộp đồ để mình có thể để những cái đồ mà mình muốn bỏ vào đây cho nó gọn gàng hơn nè. Đấy, hai cái hộp, đây là đồ của mình. Phía dưới này thì là cái chỗ là mọi người có thể để giày. Đấy, nhưng mà tạm thời mình đang để vali, mọi người có thể để giày vào đây. Ở đây mình thấy là nó tối ưu hóa không gian rất là tốt, cho nên là mọi thứ mọi người sẽ cảm giác là nó gọn gàng vì đã được đưa hết vào trong những cái tủ, những cái thùng, những cái hộp, để mà không có thấy là bừa bộn quá là nhiều đồ đạc. Tiếp đến tới đây là cái một cái gọi là quầy bar mini. Nếu như mà đi khách sạn thì cái này gọi là quầy bar mini đúng không? Đấy, thì bên trên đây sẽ có là kiểu một chút bánh kẹo nước, một cái bình đun siêu tốc. Và nó sẽ có bảng giá hết ở đây, và nó cũng vừa phải lắm chứ không có mắc đâu. Nước lọc thì 10.000, nước ngọt 15.000 kiểu thế. Phía dưới này là rất là nhiều ngăn kéo nè, mình có thể để đồ gì của mình vào đây cũng được. Em mượt đấy. Mọi người có thấy là cái hệ thống mà kiểu những cái kệ như thế này không? Những cái kệ người ta bắt lên rất là cao và xuyên suốt, tức là thành một cái khối như thế này luôn, khối lồi ra luôn, để mà tận dụng nó cho cái khu vực mà làm kệ nè, làm bàn bếp nè. Trước đây thì mình nghĩ là muốn cái không gian rộng nhất có thể thì chúng ta hạn chế những cái thiết bị nội thất nó lớn, nó to. Tuy nhiên sau này thì mình mới phát hiện ra rằng những cái món đồ nội thất ấy, mà nó to như thế này ấy, nó lại giúp cho cái không gian của chúng ta gọn gàng hơn, ngăn nắp hơn và hiệu quả hơn rất là nhiều luôn. Bên đây một chiếc tủ cũng cỡ 1,5m to ha. Tức là tại vì Embellish á thì sẽ thích hợp cho những người mà người ta đi ví dụ công tác dài ngày,
hay là du lịch dài ngày, cho nên là người ta rất cũng mình nghĩ là cái việc mà có một cái tủ lạnh mà to như thế này nó rất là hợp lý, chứ không phải là một cái tủ lạnh nhỏ nhỏ bé xíu xíu không đợi để được cái gì hết á. Như mình ở một tuần thì mình sẽ có nhu cầu là nhiều khi là nấu nướng chẳng hạn, hay là để đồ ăn vặt á, thì một tủ lạnh to như thế này là hợp lý luôn. Bên trong đây cũng có một ít nước ngọt này, bia nè, và tất nhiên là cũng có giá cả hết nha. Đây, một cái giỏ để đồ dơ, bàn làm việc và ghế. Trời ơi, cái góc này xinh quá ha, cái góc làm việc này rất là xinh, nó rất là đơn giản luôn, minimal luôn nhưng mà hiệu quả. Đây, cái bàn làm việc nó sẽ nối ngang với lại cái kệ trên tủ đồ giường. Ở đây thì Emily chuẩn bị cho mình một cái phần quà cho mọi người xem luôn ha. Tới đây, một chiếc túi vải nè, một hộp nến hả, nến thơm. Yes, trời ơi, hợp ý tôi quá. Nến thơm nè. À, một cái chậu gốm Emily kết hợp với lại gốm Sài Gòn. Một cái chậu gốm để trồng cây. À, có hạt ở trong đây nữa. Trồng cây, gieo hạt, nảy mầm, tưới nước. Đây là một món quà rất xinh. Thùng rác phía dưới này. Và bên đây, một thiết kế giường ngủ rất là hay. Đó chính là việc mà người ta sẽ làm một cái thanh giường như thế này để mà có thể có thêm không gian để các bạn có thể đặt những cái đồ cá nhân của mình ở dưới này, cũng là một cách tiết kiệm không gian giường ngủ. Giường này thì thích hợp cho hai người thoải mái, và bên cạnh đây là hai cái cửa sổ đủ rộng đủ to để mà lấy ánh sáng từ bên ngoài vào. Đấy, mọi người thấy không? Và cái phòng của mình là tầng 8. Căn này thì có 9 tầng và một cái sân thượng, cho nên là tầng 8 nó cao và nó đủ để mà thấy được view ra bên ngoài, cũng khá là ổn áp. Ấy trời ơi, tưởng tượng đi, tối ha, ngồi đây chill chill đồ á, nó vừa đủ để có một chút kiểu màu xanh, một chút trời. Và tại vì xung quanh đây là rất là nhiều tòa nhà cao tầng, nhưng mà nếu mà các bạn ở tầng 8 hay là tầng 9 thì nó sẽ không có vị gọi là bí quá. Rồi tiếp đến là một cái chỗ mà mình nghĩ là mọi người cũng sẽ rất là quan tâm, đó chính là nhà tắm, nhà vệ sinh. Đi vô, rộng bất ngờ nha. Mình cứ tưởng là cái phòng tắm sẽ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà không, nó cũng rộng bất ngờ đấy. Có bồn tắm nằm đây, và một cái lavabo đơn giản. Úi, cái vòi này mình lấy nước được từ đây luôn đúng không ta? Lấy nước uống được đúng không ta? Cái vòi này là vòi để mọi người thấy lấy nước uống á, tại vì dưới này là một cái hệ thống lọc. Và đây một cái gương đơn giản như thế này, mọi người có thể để đồ skincare, đồ cá nhân của mình vào đây. Evelyn cũng chuẩn bị cho chúng mình khăn tắm nè, khăn mặt, chắc lại khăn, thảm, quá là ổn. Và mình thấy là với một cái không gian như thế này, nhỏ chứ không hề to, không hề rộng lắm, nhưng mà sẽ mang đến cho các bạn một vài những cái gợi ý khi mà muốn cải tạo hay là thi công thiết kế phòng ngủ, phòng studio của mình. Rồi, đó, và đó là room tour trước phòng mà mình sẽ ở một tuần sắp tới. Sắp tới là trở thành business girl rồi đó. Hợp lý không? Bây giờ thì mình sẽ đi làm và live về thì maybe mình sẽ quay thêm những cái vlog cho mọi người nhé. Rồi, và các bạn có tò mò là nếu như ở lâu thì chúng ta sẽ nấu ăn ở đâu không? Chẳng lẽ là order ở ngoài nhiều? Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn lên bếp chung nhé. Đáng lẽ mình sẽ giới thiệu cho mọi người về không gian bếp chung, nhưng mà hôm đó ở trên tầng 9 thì đang thi công, cho nên là mình đành hoãn lại. Hôm nay lại là một ngày Sài Gòn mưa. Dạo này thời tiết ẩm ương khó chịu, sáng nắng chiều mưa dễ bị cảm lắm. Mọi người nhớ chú ý cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nha. Tranh thủ về nhà sớm thì mình sẽ đi mua một chút đồ ăn để nấu bữa tối. Ambulance Đông Du nằm ngay ở con đường Đông Du vốn rất nổi tiếng với giới trẻ Sài Gòn. Qua một ngã tư, đó chính là con đường Trà Dâu nhộn nhịp chứ đâu. Ngoài ra mình cũng rất ưng chỗ này vì nằm kế bên cạnh anh Nam Gomez, siêu thị quen thuộc mà mình yêu thích. Chỉ cần đi bộ một chút là tới, bên kia đường còn có Starbucks nữa. Mình tranh thủ mua một ít đồ dùng cá nhân như kem đánh răng, một ít nước trái cây để tối buồn miệng thì uống. Dạo này á, cân đo đong đếm lượng đường rất là nhiều cho nên mình ghé quầy nước khá là lâu. Hôm nay thì mình sẽ nấu bữa tối cho mình và anh quay phim. Nước tương và các loại đồ chấm ở anh Nam thì rất là đa dạng, mình cũng chia sẻ trong nhiều video rồi, cho nên là cũng không nói nhiều nữa ha. Đặc biệt ở quầy hoa hôm nay có một bó hoa xinh ơi là xinh. Mỗi tội phòng mình thì không có bình cắm, chỉ có vỏ chai nước ép thôi, không biết là cắm được không nữa. Nhưng mà thôi kệ đi, đam mê này là không thể từ bỏ. Quầy rau củ quả và thực phẩm tươi sống ở đây thì khỏi phải bàn về chất lượng rồi. Mình mua một ít rau xanh và trái cây trộn salad cho bữa sáng ngày mai luôn. Bởi vì chuyển qua phòng mới nhưng mà vẫn giữ giờ giấc tập luyện buổi sáng, cho nên là mình cần các nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa ăn sáng ngày mai kịp giờ ra khỏi nhà. Nói chứ nếu mà ở đây một tháng thì chắc là mình sẽ sắm đầy đủ nội thất và mua đồ ăn lấp đầy tủ lạnh thật luôn á. Mua đồ ăn xong thì trời cũng ngớt mưa và giờ thì mình sẽ về nhà để nấu nướng. Trước đó thì cắm hoa nha.
Căn bếp ở đây thực sự là căn bếp trong mơ với mình, với một đảo bếp lớn ngay chính giữa trung tâm, tông màu trắng chủ đạo xen lẫn với màu gỗ sáng, không gian đền vàng ấm áp và cảm giác thân thuộc. Bếp được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết và các thiết bị nấu nướng như là bếp từ, lò nướng, lò vi sóng, chén bát, muỗng đũa, thớt và dao. Gia vị thì có sẵn những món cơ bản thôi, cho nên nếu muốn nấu các món ăn cầu kỳ thì mọi người sẽ mua thêm nguyên liệu. Mình thấy đa phần cư dân ở đây mọi người sẽ đặt đồ về và chỉ hâm lại ở trên này thôi, không có ai nấu nhiều như mình hết. Cho nên nếu như các bạn lựa chọn lưu trú lâu dài thì có thể mua sẵn những món đồ cần thiết và để vào trong tủ lạnh của mình, hoặc là để vào tủ lạnh chung cũng được. Những cư dân ở đây mình thấy đều rất là văn minh và thân thiện. Tụi mình cùng chia nhau không gian sinh hoạt chung và rất là tự giác trong việc dọn dẹp và để đồ ăn trong tủ lạnh chung. Ngoài ra chị quản lý còn nói rằng sẽ có người dọn dẹp liên tục, cho nên là ở đây không gian cũng rất là sạch sẽ. Quầy bếp được trang bị sẵn bàn ăn, máy lạnh, quạt điện. Hôm nọ thì mình còn rủ bạn bè lên để nấu nướng và ăn uống nữa cơ. Còn nếu như các bạn muốn ngủ lại thì mọi người chỉ cần báo cho quản lý là được. Buổi tối thì thậm chí còn chill hơn, giờ thì mình sẽ tẩy trang để đi tắm. Trong lúc đó thì xả nước và một ít xà phòng vào bồn. Chỉ một lúc thôi mà bọt xà phòng đã đầy ủ rồi, thích mắt cực kỳ luôn. Còn gì tuyệt vời hơn là sau một ngày làm việc mệt mỏi, thời tiết thì ẩm ương, ngâm mình trong bồn nước nóng với bọt xà phòng đầy ắp đúng không? À, tranh thủ khoe cho mọi người không gian tầng G của tòa nhà này nhé. Phía dưới là một quán cà phê rất là chill có tên là Every Hub. Cà phê ở đây chất lượng hơn hẳn so với những quán cà phê mà mình hay uống. Nếu mà không cẩn thận thì rất là dễ say ấy. Hôm nay thì mình kêu một cold brew coconut. Vị ngọt tự nhiên của nước dừa sẽ kết hợp với lại cà phê thơm. Thật sự là rất thỏa mãn một đứa nghiện cà phê như mình. Cũng tranh thủ giới thiệu với mọi người cuốn truyện mình đang đọc, Chiêu Hoàng Kỷ. Nó là một cuốn truyện tranh giả sử lấy cảm hứng về cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng, nữ đế cuối cùng của Việt Nam. Một cuốn truyện của Việt Nam rất xứng đáng để các bạn đọc thử nha. Ngoài cà phê thì croissant ở đây cũng rất là tuyệt luôn. Các lớp bánh hoàn hảo và đúng chuẩn, ăn vừa giòn vừa thơm. Không còn gì tuyệt vời hơn nữa cho một buổi sáng. Ok, đó là room tour căn phòng. Thực ra là một cái cơ duyên để mình có thể kết hợp với Ambilish. Mình muốn làm một cái series mà khám phá shop rất là nhiều, không chỉ là dạng căn hộ studio mà là những cái chung cư hay là những cái căn hộ căn phòng mà người ta thiết kế thật là đẹp. Thì khởi đầu của cái chuỗi series này sẽ là có thể là những cái căn hộ Ambilish, tại vì mình đã xem và mình đã tìm hiểu rất là nhiều thì ở đây người ta thiết kế thật sự rất là đẹp luôn. Những cái căn phòng với diện tích nó rất là nhỏ nhưng mà tối ưu hóa và trang trí rất là tốt. Và mình hy vọng là chuỗi series này sẽ kéo dài, sẽ mang đến cho các bạn những cái ý tưởng thật là hay ho để mà có thể thiết kế căn phòng xinh đẹp trong mắt của mình, hoặc là một cái lối sống mới thay vì giống như mình là lối sống là mua sắm tất cả cho căn hộ, cho gia đình, cho căn nhà của mình, thì sẽ có những người hướng đến cuộc sống tối giản, đó chính là mỗi lần chuyển nhà chỉ xách một cái vali quần áo thôi và đi đến bất kỳ căn phòng nào cũng có sẵn đồ đạc nội thất rồi, cũng là một cái hay ho. Và kiểu chúng ta luôn được đổi không gian sống, đổi môi trường sống để mà sáng tạo hơn, cũng là một cái hay ho đúng không? Biết đâu nó sẽ mang đến cho bạn cái nguồn cảm hứng là sống đơn giản như vậy. Rồi, và video của mình thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và nếu như các bạn thấy cái series này ổn áp,
và muốn mình tìm hiểu và đi thêm những cái ngôi nhà khác, căn phòng khác đẹp hơn thì hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên subscribe cho kênh của mình nhé. Bye bye.